Xin chào mọi người. Tết đã về chưa nào? Giờ này chắc mà mọi người đã ập bóng đá nghỉ ngơi để tận hưởng Tết rồi đúng không? Thì cũng nhân dịp này thì mình muốn chia sẻ với anh em mọi người rằng sau cái kỳ nghỉ Tết thì thường anh em sẽ dễ bị mất thể lực. Mất thể lực do ăn uống, không có tập luyện, rồi mình chỉ chơi bời, nghỉ ngơi, mình không có hoạt động bóng đá. Thể lực của mình sẽ bị suy giảm rất là nhiều. Và thể lực lại cực kỳ quan trọng trong bóng đá. Thể lực cải thiện, fitness là một cái gì đó rất mọi người rất là lười, mọi người không thích tập tại vì nó không có chạm bóng. Mọi người sẽ không thích, nhưng mà nó gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của anh em trong khi thi đấu. Đơn giản thôi, nhưng mà anh em có thể thực hiện được những cái kỹ thuật đó nhưng lúc anh em còn đang khỏe, còn đang có thể lực trong người. Nhưng mà tới lúc mà anh em đuối rồi, chạy liên tục trên sân rồi, thì tới một thời điểm quan trọng, sút hụt, khống chế bóng hỏng, đó là do thể lực ảnh hưởng đến khả năng của anh em. Thì ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em ba bài tập về cách cải thiện thể lực của cá nhân và tăng luôn cái thể lực nữa, để anh em có thể tập luyện trong cái kỳ nghỉ Tết này, tận dụng những thời gian rảnh tối đa có thể trong mùa Tết. Qua trời, người ta sẽ nhìn nghỉ Tết mà không có tập gì hết, không có đá bóng gì hết, mà tại sao thể lực của sau Tết lại tăng? Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với những cái bài tập đó, mọi người chờ xem nhé. Bài tập đầu tiên, anh em sẽ sử dụng 4 mắc cơ tạo thành hình vuông. Mỗi mắc cơ sẽ cách nhau 10 mét hoặc 10 bước chân. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một mắc cơ bất kỳ, chạy vòng quanh hình vuông đó, cụ thể như cách thi làm sau đây. Thứ hai, anh em sử dụng 3 marker sắp thẳng hàng và mỗi marker cách nhau 20m như hình xếp sau đây. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một góc bên phải, bên trái và thực hiện như cách thi làm ngay sau đây. Thứ ba, anh em sẽ sử dụng 4 marker sắp thẳng hàng, mỗi marker cách nhau 5m và vị trí xuất phát sẽ từ marker đầu tiên. Bài tập này là bài tập ở cường độ cao và sẽ rất mệt, nên chúng ta sẽ tập bài tập này ở cuối cùng. Và cách tập bài tập này như cách thì sẽ làm ngay sau đây. Anh em lưu ý, khi hoàn tất một trong ba bài tập này ở set đầu tiên thì hãy cảm nhận cơ thể, xem có đã thực sự mệt hay chưa. Nếu đã mệt rồi thì chỉ nên tập một set. Còn nếu cảm thấy chưa mệt thì hãy đầu tiếp thêm set thứ hai và set thứ ba nữa nhé. Yeah, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho anh em ba bài tập để cải thiện tốc độ thể lực trong mùa Tết kỳ này. Thật ra tập thể lực á là một cái bài tập mà rất
gọi là chán nhất của một bộ môn bóng đá, tại vì mình không được chạm bóng thường xuyên, cảm thấy rất là chán nhưng mà cực kỳ quan trọng, tại nếu mà không tập thì thể lực bị suy giảm, sẽ ảnh hưởng đến những cái kỹ thuật khác. Ok, thì mùa Tết này sắp tới rồi, thì đối với những người nào mà yếu một tí á, thì mới bắt đầu tập á, thì dành 15 phút để tập, còn những anh em nào đã đá bóng thường xuyên rồi á, thì dành 30 phút để tập những bài tập này. Một ngày hay là một ngày tập, một ngày nghỉ cũng được, một tuần tập 3 buổi thôi. Trong cái như Tết này là 7 ngày đúng không, thì chắc dành 3 buổi để tập trong Tết này là hợp lý. Và có một vấn đề nữa mình cần chia sẻ với anh em là anh xem khi tập những cái bài tập này á, anh em cần phải tập 100% sức lực của mình, phải cố gắng hết sức, bỏ hết sức mạnh thể lực của mình ra tập. Và khi mà mình cảm thấy mệt, thật mệt á, thì bài tập mới có hiệu quả. Nếu mà anh em tập ăn gian, kiểu như là lười, không cố gắng, thì những cái bài, những buổi tập đó chắc chắn là sẽ không mang lại hiệu quả gì cho anh em cả. Tranh thủ vào những cái thời gian rảnh, kiếm một khoảng trống nào đó gần nhà để tập. Không nhất thiết phải xài mắc cơ giống như mình lúc nãy xài, mình có thể xài lấy dép hay cục gạch mà đánh dấu lại trên mặt đường là được rồi. Ra công viên gần nhà tập, tranh thủ 15 đến 30 phút gì đó. Chứ Tết mà còn đi chơi nữa, tranh thủ thời gian rảnh tí xíu để tập thôi. Ok, thì hy vọng là ra Tết thì mọi người không có ai tập luyện gì hết, mà bản thân mình tập thì thể lực của mình có sẵn, mình có thể hòa nhập vào ngay những trận đấu mới của năm ha. Rồi, hy vọng là anh em thấy video clip của mình hay. Nếu thấy thích thì like, share video clip này nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.